Hello, xin chào các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con máy được rõ rỉ của hãng Nitto Nhật Bản, cái thương hiệu Nhật Bản các bạn. Đây, Nitto. Và với mã model của nó là Z24. Thì đây là cái bộ phận hộp của phần máy. Thì mình cũng có thể mình có bỏ ra sẵn một cái máy cho các bạn xem. Và đây là cái đai nguyên kiện trong thùng này các bạn. Khá là đẹp và bao bì rất là chắc chắn. Tiếp theo đó thì cái máy này đi kèm với máy thì hãng cũng cho chúng ta một cái catalog và một cái bộ hành chính hãng của Nitto dòng bước nha các bạn ha. Đây, đó cái sách hướng dẫn sử dụng khá là to và giới thiệu những cái sản phẩm rõ rỉ khác của hãng và có thông số đầy đủ ở trên phần này luôn nha các bạn. Thì con này thì với cái phần vỏ thì rất là đẹp. Đây các bạn ha, bóng lưỡng. Và đi kèm thì cũng có một cái hai cái đầu để mình gắn hơi vào nha các bạn, từ những hơi. Và một cái lục giác để mở khóa. Với bộ phận thân thì được làm bằng hộp kim thép thì nó có thể độ bền cao và rất là chắc chắn, rất là nhỏ gọn nha các bạn. Đây, rất là đẹp. Đũa thì con này sợ dùng đũa 23 đũa. Đây, hộp kim thép luôn nha các bạn, thép luôn. Và dưới đây là có in logo và model máy thì chụp nổi các bạn ha. Đây, rất là đẹp và số series cũng được chụp nổi. Với phần hơi vào thì 3/8 nha các bạn, 3/8 công tắc bóp. Đây, rất là dễ dàng sử dụng. Bên cạnh đó thì đây là cái bộ phận để mình tháo lắp cái bộ phần đũa nha các bạn. Đây có cái lục giác để tháo hai bên để chúng ta thích lắp đũa vào. Và bên cạnh đó nữa thì nó sở hữu cái phần tem cảnh báo ở phần sau đuôi và thể hiện thông số kỹ thuật ở đằng sau luôn nhé các bạn. Con này thì nó nặng tầm khoảng 2.7 với lượng khí tiêu thụ của nó là 0.6 MPa và cái tốc độ của nó đạt lên tới 4.000 vòng trên phút. Đây, 4.000 vòng trên phút tụ tập nha các bạn. Đây, con máy khá là xịn và thương hiệu Nitto thì rất là lâu đời và rất là chất lượng. Đây, thương hiệu rất là chất lượng các bạn, thương hiệu của Nhật. Khá là chắc chắn và phần thân thì được đúc nguyên khối luôn các bạn ha. Đó, các bạn thấy đấy, rất là đẹp, hộp kim thép. Con này thì chuyên dụng cho các công trình cơ khí rõ rỉ bằng trong các ngành nghề đóng tàu vân vân. Thì nếu các bạn có quan tâm về cái sản phẩm súng rỉ của Nitto thì hãy liên hệ với số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Thì nếu các bạn thấy video mình hay thì đừng làm một like, một subscribe để mình có động lực review những cái sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.